Chuyến xuyên Việt năm 2015, ngày thứ 9, Chủ nhật 18 tháng 10, lộ trình Mường Lai, Mường Nhé. Rời Mường Nhé cũng với tâm trạng chuẩn bị cho một ngày big day thứ hai, vì cung đường dự tính Mường Lai, Mường Nhé A3 chạy vừa dài 243 cây số và vừa hoang vắng. Nhóm ăn sáng ở một quán bánh cuốn ven bờ hồ sông Đà, Nậm Na, hỏi chuyện ông chủ quán, một lão làng của Mường Lai, về đời sống, về tình đời thế sự của khu vực Mường Lai. Nhìn về phía bên kia bờ, một dãy nhà sàn của người Thái nằm san sát, màu sắc thanh tân ven bờ, cảnh sắc thật yên bình, lòng người cũng như nhẹ nhàng thư thái và chìm vào một thời xa vắng của thi ca, của thuyền biển xứ, của buồn tàn thu, của sơn ngữ ca. Sau khi trang bị quân nhu với đầy đủ nước uống, đồ học, phòng bị cho viễn cảnh phải ngủ lại bên đường khi có bất trắc, nhóm lại khí thế lên đường. Rời thị trấn Mường Lai, rẽ vào tỉnh lộ 150, con đường mà trên Google Maps chỉ là một vệt chỉ mờ và trên thực địa là một con đường dẫn vào nơi thâm sơn cùng cốc với tất cả ý nghĩa của nó. Đường đã dẫn cả nhóm vào vùng hoang vắng nhất của tỉnh Điện Biên, nếu không muốn nói là của cả vùng Tây Bắc. Đường chạy ven một bên là vách núi dựng đứng trùng điệp, một bên là khe suối thăm thẳm và phủ vây là đại ngàn nguyên sinh với một màu xanh ngút ngàn. Trong khung cảnh đó, ta mới cảm thấy một cách giác ngộ những gì mà Thế Lữ trong Nhớ Rừng Vàng và Máu của Thi Cha. Trong Ai Hát Giữa Rừng Khuya, linh hồn và xác thịt so rằng sầm sơn thần hổ mà Tê Cha đã viết. Nếu các vị Huyền Chi và Phạm Duy có lên Tây Bắc của Đà Giang mới cho ta tuyệt phẩm Thuyền Biển Xứ. Nhà thơ Quang Dũng có Trường Chinh Kháng Chiến mới cho ta Đôi Mắt Người Sơn Tây, Tây Tiến Đôi Bờ. Nhạc sĩ Văn Cao có Xã Thân Làm Cảm Tử Quân thì mới cho ta Sông Lô, Tiếng Quân Ca, Suối Mơ, Đàn Chim Việt và Mùa Xuân Đầu Tiên. Và tất nhiên còn rất nhiều những tác giả và tác phẩm khác mà do khuôn khổ bài viết không thể nào kể hết. Thì mình, những người may mắn được dung dưỡng tâm hồn bằng những tuyệt phẩm đó, cũng phải đi đến nơi thì họa chân mới cảm được đến chốn những gì mà các thi nhân đã gửi gắm cho đời. Cách Mường Lai chừng 30 cây số, nhóm chạy qua một bản Thái có tên là Nậm Củng. Bản nằm ven rừng, dựa lưng vào tiền núi, dưới chân là một con suối hiền hòa, nước trong veo với đôi bờ cát sỏi trắng. Hai bên bờ con suối thần tiên đó là những nương ruộng đang mùa lúa mới chín vàng. Đây có lẽ là bản Thái đẹp nhất của vùng Tây Bắc mà mình có dịp đi qua. Có một điều hết sức đặc biệt của bản này là những người dân ở đây sao mà đẹp quá. Thanh niên đang ngày mùa phải giang mình trong nắng mà vẫn có nước da màu sáng, dốc dáng cao ráo, thanh tú và rắn chắc. Còn gương mặt thì lại có nét của giống người Aryan. Khuôn mặt vuông dài với mắt sâu, chân mày thấp, mũi cao. Họ đẹp như những tài tử điện ảnh của phương Tây vậy. Phải chăng vừa do là chủng tộc, vừa do môi trường sống như một vườn địa đàng, một nếp sống chan hòa với thiên nhiên, giản dị đầy tình người mà những người dân tộc Thái anh em nói chung và người ở bản Nậm Củng nói riêng đã được thiên phú cho một ngoại hình như thế. Đang miên man với gió núi mấy ngàn, trong ngất ngây núi liên tiếp núi rừng muôn trùng, muôn giọng chân tiêu lòng nước mây, thì như tô phở ngọt ngào phải có chanh ớt, mùa Tết đủ đầy phải có vị đắng của khổ qua. Và các phù thủ bây giờ đã gặp cảnh xa cơ nơi mã yên hiểm lộ. Đèo Yên Ngựa. Thực ra cái tên Đèo Yên Ngựa là về sau, khi đến Trà Tở hỏi người dân ở đây thì mới biết. Trên đường 150 ở km số 37 là một đoạn dốc nhỏ và ngắn, chỉ chừng 500m. Nhỏ, ngắn nhưng lại rất dốc và nhiều cua gấp như cùi chỏ. Và cái hung hiểm là ở chỗ đây là nơi tập trung của dòng nước lũ khi trời mưa, và âm ỉ dưới lòng đất là những mạch nước ngầm khá mạnh. Đầu dốc, nhóm gặp một chiếc xe gầu đang dọn đất sạt lở. Chờ một chút thì anh công nhân cũng ra hiệu cho qua. Sau khi biếu anh một gói thuốc làm quà thay lời cảm ơn, xe mình nhẹ nên tiên phun chạy trước.
Qua chừng 200 mét đất đá lổng ổng, nhưng cũng còn ráng để gắn gượng bò lê, thì nơi góc ngoặt, ôi thôi, một cảnh tượng kinh hồn. Đường không còn thấy đâu, mà chỉ là một khe, không, là một cái thác thì đúng hơn. Nhưng thác gì mà nước thì ít, mà đá thì đầy, mà toàn là đá ông đá bà. Cục nhỏ thì bằng trái dừa, tảng to thì chừng bao gạo, nằm ngổn ngang như thế tích rằng đây là lãnh địa của ta. Quý vị muốn đi qua, nếu có ghen thì xin mời thượng lộ. Tuy nhiên, nhóm đã có bài học từ trận ở cột mốc 92 Lũng Vô rồi. Như những chiến binh từng sống sót sau những trận tử sinh, lần này nhóm đã lõi đời hơn, biết mình là ai hơn, và một chiến thuật chết nhát. Hơn nữa, đã được người chỉ huy anh Tư Trúc Giang công tử Ngọc Dũng điều hành như sau. Future thần thánh của Bạch Phát Lãng Tử là Kinh Minh đi trước. Hai bên không phải là Quan Công và Nhị Tẩu, mà là hai tướng đỡ già râu. Ở những chỗ khó khăn thì hai người đứng thủ sẵn hai bên để đỡ người chạy xe. Xe đầu vượt qua an toàn, hai xe sau là mô tô, chạy đường bằng ngon lành êm ái bao nhiêu thì ở những chỗ khó thì lại hơi nặng nề. Thế nhưng sau chừng nửa tiếng lần hồi từng mét một thì cả nhóm cũng vượt ải an toàn. Trận này dài hơn, khó hơn so với trận Lũng Vô, nhưng lại vượt qua ngon lành hơn. Ơn trời hay do mình túc trí, làm sao biết được. Dừng chân nơi con dốc, nơi con xuống mã yên hiểm địa đã trở lại hiền hòa róc rách. Nhóm ngồi nghỉ mệt, nhấm nháp chút kẹo ngọt và nước khoáng để lấy hơi. Thân tuy rã rời thở gấp, nhưng lòng lại thấy phấn chấn. Cảm xúc khi người ta vượt qua được một thử thách thật là tuyệt vời. Cố lên, đường trước mắt còn xa. Qua Chà Tở cũng là một bản thái, lại gặp một đám cưới thật rộn ràng. Tiệc đại khách bày ở sân quỹ ban xã, bếp nấu ở phía bên kia đường do những đường thái duy nhất thế giới phụ trách. Họ cười vang rừng khi mình dừng lại chụp hình. Ở đoạn trước khi vào bản, anh Tư đã từng loạn trạng lả lơi cương chỉ với một nụ cười thái trắng, còn giờ với cả một rừng cười thì xe mình chỉ có nước, hết xăng. Sau khi mua xăng và chụp hình cùng hai anh em người Thái để so dáng đồng bào, thì mình cũng theo kịp đại ân đang chờ nơi đầu bảng và hội ngộ đại ca Trúc Giang công tử. Lúc này đã an vị trong một tử quán tại ngã ba Chà Cang, với la liệt những món như chả giò, canh cua, thịt heo quay, đậu hũ, rau luộc, chờ cho đủ tay để mà nhập tiệc một trong những bữa ăn ngon nhất đời của mình. Bài thơ sau đây chính là từ cảm hứng của ngày hôm đó. Về xuôi một nửa còn trên đó, ta nhớ núi rừng hay nhớ ai, Tây Bắc nơi lòng ta ở lại, bản thái mùa thu mây trắng bay. 80 cây số từ Chà Cang về thị trấn Mường Nhé đường khá tốt, có chăng chỉ là vài đoạn bị sạt lở, nhưng may mắn là khi nhóm đến thì sự cố đã được giải quyết xong. Và theo thực tế thì khi đến Mường Nhé thì trời đã xế chiều, và nhóm quyết định ở lại nghỉ đêm ở thị trấn này. Đó là một quyết định sáng suốt. Một bữa ăn tối ngon lành, một nhà nghỉ mà tiện nghi và an ninh còn hơn cả khách sạn 3 sao, nhà nghỉ Trúc An 6. Tất cả là điều kiện tuyệt vời cho việc giữ quân hầu hoàn thành kế hoạch đến A Ba Chảy, dùng ba biên giới Việt, Hoa, Lào vào ngày hôm sau.